đường lên là núi Bông Cô rồi nha. Đây một dãy núi, dãy núi Tà Lơn hiện ra trước mặt của mình nha cả nhà. Bây giờ đoạn hành hương của Đồng Tháp gồm có đoạn Đức Nhà Tình Thương Đình Yên và đoạn Túc Lam của La Dung và quán cơm hai ngàn của Sa Đéc nha. Cũng về về lại Đức Phật nơi miền núi Tà Lơn của Trung Quốc Campuchia cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi là có tượng đá mặt trời quý vị. Quay thêm gì nữa đi. Rồi ra giải đi. Rồi bắt đầu 1 2 3. Ông chụp đi nha, tôi quay nha. Nó lớn lên nha ông Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 8 niên Nhâm Dần, cũng là ngày thứ hai mà phái đoàn Đồng Tháp chúng ta đến viếng nước bạn Campuchia. Nơi đây là điện Chì Mau. Vậy tôi tạm làm chuyên ngôn trong buổi cầu cúng hôm nay. Mời quý vị thân trang em tâm thanh tịnh hướng về Phật Phật xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng quỳ. Đồng chắp tay dâng lên trán đồng khẩn nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 niên Nhâm Dần, phái đoàn Đồng Tháp chúng con đến viếng núi Tà Lơ, nước bạn Campuchia. Nơi đây là điểm Dì Mau. Trước chúng con cầu cho thế giới được mưa thuận gió hòa, và cầu cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu cho phái đoàn chúng con sau khi về phát bồ đề tâm tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xá một xá đứng lên, xá một xá thâu hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Rồi đánh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng đánh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên. Xá ba xá ở giữa hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Di Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị, buổi cầu cúng đến đây đã xong. Mời quý vị tự do lễ bái. Nam mô.
Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay con là Tô Khánh Minh đến từ Đồng Tháp Sa Đéc. Con nên cúng nguyện xin cầu vị Mau phù hộ độ cho dân chúng toàn thể thế giới đều được bình an, và nước Việt Nam con cũng thoát qua tai nạn thì bệnh được tiêu trừ, phù hộ độ cho con được đi đến nơi về đến chốn, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều may mắn. Nam mô Di Đà Phật. Thì cái này mình nói đây, cái này là tại vì mình đi hành hương như cả nhà. Đổi đồ đi ra, ghe ra cho người khác vô. Đây là cái điểm đi là cũng rất là lạnh lẽo, cực khổ, nhưng mà vì đạo. Vì đạo thì đi trong đó có cả thầy. Đấy là vô lấy. Ai cũng với một tô cơm. Anh đứng như không được ăn rồi. Không. Đây là một cái kỷ niệm. Mời quý vị ăn cơm. Cơm thì rất là ngon nha cả nhà, nhưng mà phải ăn cho mua bảo nha. Kỷ niệm nhớ đời, chuyến đi về Tà Lơn nha. Bà kêu bà lóc bà nhớ bà ăn nha. Bà lóc trên tay ghét hồi bà không còn nha. Bà kêu bà lóc kìa. Nó đi nhiều quá rồi. Bỏ lớp là nó có bị nhà cỡ hổ nè. Hổ bên đó đó. Bỏ bên đó đó. Ông ngoài hàng cái biển ra. Ngoài vậy đó mới vô. Cái bộ này. Cái bộ này. Con gì vậy? Mời cả nhà cùng đi với mình nha. Đi. Mày đi không không? Chào cả nhà. Bây giờ mình